Có thể nói Honda Super Cub là một cái dòng xe nó có một cái sự hoàn thiện kết hợp giữa những cái gì đó cổ điển tinh tí của những cái dòng cúp ngày xưa và kết hợp cùng với những cái công nghệ đời mới bây giờ để cho ra một cái dòng xe phải gọi là cực kỳ đẹp như là cái mẫu xe này đây. Bằng chứng của những cái sự cổ điển được giữ lại ở trên xe đó chính là phần chó đèn trước nè sẽ được nằm gần sát với cái mặt nạ phía dưới đó, rồi phần dè trước với lại phần dè sau sẽ được làm bo tròn nè, yên nè, cách biệt giữa đằng trước và đằng sau. Đó là những cái chi tiết để chúng ta gợi nhớ về những cái mẫu xe cúp ngày xưa. Còn những cái chi tiết hiện đại đó chính là những cái chi tiết nào mà đèn này, xi nhan nè, rồi đèn hậu sau, nói chung là những cái gì có thể phát sáng ở trên xe đều là đèn LED hết. Thậm chí là trên xe còn được trang bị ổ khóa mát cây để cho xe của mình nó được trở nên an toàn và hiện đại hơn. Ổ khóa cũng được nằm xéo ở một bên gợi nhớ về những cái dòng xe cổ điển ngày xưa. Và xe vẫn được trang bị là một ống lồng kèm với phanh đĩa trước. Đó là những cái gì đó liên quan về cái sự vận hành nó được êm ái và ổn định hơn cho những cái dòng xe thế hệ mới bây giờ. Và vì Honda đã áp dụng những cái gì tuyệt vời nhất của họ vào bên trong chiếc xe cúp này cho nên là mức giá của nó hiện nay là phải hơn 150 củ một chiếc. Một cái mức giá phải nói là nó quá cao so với lại nhận định của Vinh. Rồi đối với lại dàn chân trước á, thì xe sẽ sử dụng là bảng mâm 17 inch với cái phần vỏ trước sẽ là size 70, 90, 17 và bánh sau sẽ là 80, 90, 17. Và đối với lại cái phần vỏ zin của cái xe này á, theo nhiều anh em chia sẻ, trong đó có bạn của Vinh, chủ nhân của cái chiếc xe này á, thì cái vỏ zin của nó sẽ không có quá đẹp. Cho nên là nhiều người sau khi mua xe về sẽ quyết định thay một cái cặp vỏ mới cho xe của mình để nó đẳng cấp, nó thời thượng, nó thời trang hơn và nó phù hợp với lại giá trị của cái xe này. Còn đối với lại riêng những cái anh em nào mà chúng ta vẫn đam mê thích cái vỏ zin á, thì chúng ta vẫn có thể sử dụng bình thường cho đến khi nào mà vỏ bị mòn nè, bị hư nè, hay là gặp phải vấn đề đó cần để thay vỏ thì quay lại video clip này của Vinh cũng chưa muộn đâu. Cái gì chứ đúng vỏ, đúng người, đúng thời điểm là mình chốt đơn thôi. Vậy thì bây giờ Vinh sẽ giới thiệu đến cho anh em những cái dòng vỏ thông ruột dành cho cái dòng xe cúp 125 này. Đối với dòng xe cúp này chúng ta sẽ có cái thông số vỏ bánh trước sẽ là 70, 90, 17 và bánh sau sẽ là 80, 90, 17. Một cái thông số vô cùng thông dụng và nó gần như là giống với lại những cái dòng xe như là Future nè, Quay, Rim nè, Sirius hay là kể cả Jupiter. Vì vậy bên mình sẽ có rất là nhiều những cái thương hiệu nè, mã gai nè và nhiều mức giá thành khác nhau cho cái size vỏ này. Bây giờ Vinh sẽ liệt kê một số dòng vỏ ra để cho anh em lựa chọn nha. Trước tiên chúng ta sẽ nói về cái thương hiệu vỏ Maxxis. Thì đây là một cái thương hiệu được nhiều khách hàng lựa chọn bởi vì nó có những cái ưu điểm là độ bám đường tốt nè, phù hợp với nhiều điều kiện thời tiết khác nhau và quan trọng đó là giá thành hợp lý. Thiết kế gai vỏ với hiệu ứng kim cương 3D với những đường rãnh liên tục cắt xen kẽ nhau giúp cho vỏ thoát nước nhanh, bám đường ổn định, phù hợp với mọi điều kiện thời tiết. Vỏ Maxxis gai 3D với bánh trước sẽ là 70, 90, 17 sẽ có giá là 385k một cái. Còn vỏ sau 80, 90, 17 sẽ là 450k. Nói về vỏ xe mà giá thành hợp lý thì chúng ta không thể nào mà không nhắc tới cái thương hiệu vỏ Siac này được, đúng không anh em? Đây là một cái thương hiệu vỏ đến từ Ấn Độ và được sản xuất ở Thái Lan. Siac, một dòng vỏ với mức giá tầm trung với độ bền cao, thành cao su dày, ta lông cứng cáp, rất thích hợp cho anh em nào thường xuyên đi những đoạn đường xa, chở nặng là bao phê luôn nha. Đây là mã gai Ripmat với những đặc tính bám đường tốt, giảm nguy cơ trượt bánh, đảm bảo an toàn khi lái xe, tăng khả năng phanh và tăng tốc nhanh. Được thiết kế với những rãnh bên góc kép và những rãnh gai độc đáo giúp kiểm soát xe tốt hơn khi vào cua. Với mã gai là Ripmat của nhà Siac chúng ta sẽ có vỏ trước 70, 90, 17 giá sẽ là 476k. Với size bánh sau sẽ là 80, 90, 17 có giá là 522k một cái. Còn trước mặt của các bạn đây chính là thương hiệu vỏ Dunlop được sản xuất ở Indo. Chúng ta sẽ có một cái mã gai phù hợp với dòng xe cúp đó chính là TT902. Với vỏ Dunlop gai TT902 thiết kế gai khá độc đáo với chất liệu cao su mềm. Vỏ xe Dunlop được biết đến với khả năng bám đường cực tốt, giúp xe an toàn khi vận hành và phù hợp trong nhiều điều kiện thời tiết khác nhau, đặc biệt là đoạn đường trơn trượt. Vỏ Dunlop TT902 sẽ có size vỏ trước 70, 90, 17 giá sẽ là 660k, vỏ sau 80, 90, 17 sẽ có giá là 695k. Và đây sẽ là thương hiệu vỏ Pirelli, một thương hiệu đến từ Ý và được sản xuất ở Indo. Vỏ Pirelli Angel City với thiết kế rãnh thoát nước là những đường cắt dài từ trong ra ngoài, nhìn vỏ xe khá là mạnh mẽ và cá tính. Vỏ được làm bằng chất liệu cao su có độ bền cao, giúp xe bám đường cực kỳ tốt. Với vỏ trước có size là 70, 90, 17 sẽ có giá là 490k. Vỏ sau 80, 90, 17 sẽ có giá là 755k. Tiếp đến sẽ là vỏ Pirelli Rosso Sport. Vỏ được thiết kế với những rãnh gai hình tia sét, nhìn cực kỳ thể thao. Dòng vỏ này với mẫu Angel City là chất lượng sản phẩm là như nhau. Sản phẩm vỏ của Pirelli đã được nhiều khách hàng trải nghiệm và đánh giá cao. Đối với lại Pirelli Rosso Sport, vỏ trước 70, 90, 17 sẽ có giá là 629k. Vỏ sau 80, 90, 17 sẽ có giá là 816k. Cuối cùng sẽ là thương hiệu vỏ Michelin. Riêng đối với lại thương hiệu vỏ này, chúng ta sẽ có tới tận 3 mã gai để cho anh em lựa chọn. Trong cái gia đình Michelin này thì cái mã gai đầu tiên mình muốn giới thiệu cho anh em đó chính là Michelin City Extra. Đây là một mã gai được rất nhiều khách hàng lựa chọn và đánh giá cao bởi những ưu điểm sau đây. Michelin City Extra với khả năng chống đinh vượt trội với 3 lớp bố được gia cường với thiết kế rãnh gai kéo dài từ trong ra ngoài kết hợp với những rãnh gai nhỏ hai bên bề mặt vỏ, tăng khả năng bám đường cực kỳ tốt. Với vỏ này chúng ta sẽ có size 70, 90, 17 giá sẽ là 615k. Vỏ sau 80, 90, 17 sẽ có giá là 772k. Hay là anh em muốn một mã gai nhìn xe mình giống với lại xe đua thì hãy chọn mã gai Michelin MotoGP này. Với Michelin MotoGP áp dụng công nghệ của vỏ xe trường đua mini vào cho những cái dòng xe phổ thông cho hiệu suất bám đường vượt trội với thiết kế gai đậm chất thể thao độc đáo được nhiều khách hàng đánh giá cao. Với vỏ này size 70, 90, 17 sẽ có giá là 670k. Vỏ sau 80, 90, 17 sẽ có giá là 853k. Và đây sẽ là Michelin Pilotjet 2. Với Michelin Pilotjet 2 vỏ sẽ có tuổi thọ cao hơn nhờ vào cấu trúc vỏ chắc chắn, gai vỏ rất là sâu với những rãnh dài từ trong ra ngoài cho khả năng bám đường tốt trên bề mặt đường đô thị kể cả đường trơn trượt, giúp xe vận hành ổn định, cho hành trình lái xe và người lái xe được an toàn. Vỏ có tuổi thọ trung bình vượt trội hơn 20.000 km. Với dòng vỏ Michelin Pilotjet 2 này chúng ta sẽ có vỏ trước là 70, 90, 17 giá sẽ là 626k. Vỏ sau 80, 90, 17 sẽ có giá là 842k. Ngoài những cái size vỏ mà Vinh vừa mới giới thiệu cho anh em sử dụng được cho cái dòng xe cúp ra bên mình thì còn có vỏ nhiều kiểu dáng gai và nhiều size mâm. Ví dụ như mâm 12 inch nè, mâm 14 inch, 10 inch dành cho nhiều cái dòng xe khác nhau, từ xe số, xe côn tay nè, xe tay ga bên mình đều có đủ hết. Anh em có thể tham khảo trên website là shop2banh.vn. Có nhiều anh em sau khi xem clip của Vinh xong đã chọn được một dòng vỏ ưng ý cho chiếc xe của mình rồi, nhưng mà còn ngần ngại không biết là cái công đoạn ra vô vỏ của bên mình sẽ thực hiện như thế nào, đúng không? Thì tất cả những cái công đoạn ra vỏ cũ vào vỏ mới vô bên trong mâm xe của các bạn, tất cả đều sẽ được làm bằng máy móc hết để đảm bảo là mâm xe của các bạn không bị biến dạng nè, chày chóc mâm nè. Và cái công đoạn mà nại vỏ cũng sẽ được làm bằng máy như vậy đó, thì nó sẽ đỡ tốn thời gian và mất công sức của anh em thợ bên mình hơn. Về cái đoạn mà bơm bánh xe thì sẽ có đồng hồ đo áp suất rõ ràng. Nói chung là những cái công đoạn đó đều được hoàn chỉnh kỹ càng bằng những cái máy đúng kỹ thuật để có thể mà một cái mâm vỏ lên xe của các bạn an toàn và chỉnh chu nhất. Và khi anh em mua sản phẩm hay là làm bất kỳ dịch vụ gì ở bên mình sẽ được làm 4 bước chăm sóc xe miễn phí, trong đó sẽ bao gồm vệ sinh tiếng hậu, mặc đồng hồ, tăng thắng, tăng sơn, tăng côn và bơm bánh xe để giúp xe của anh em được bền bỉ và đi lại nó an toàn hơn. Ngoài vỏ xe ra bên mình còn có những cái sản phẩm khác, ví dụ như nhớt nè, phụ tùng nè, đồ chơi nè, rất nhiều những cái sản phẩm khác nhau. Các bạn đang quan tâm về cái sản phẩm gì hãy comment bên dưới, mình sẽ làm clip gửi tới anh em. Bởi vì sếp Vinh chia sẻ không quan trọng hóa đơn của anh em là bao nhiêu tiền, quan trọng phục vụ anh em cảm thấy hài lòng. Anh em thường xuyên quay trở lại ủng hộ shop2banh là bởi mình đã cảm thấy vui lắm rồi. Số hotline của mình sẽ là 0938820202. Thông qua số hotline đó anh em có thể tư vấn những cái thông tin mà chúng ta muốn tìm hiểu về những cái sản phẩm liên quan về xe máy, hoặc là chúng ta có thể đặt hàng bên mình sẽ ship về tận nhà cho anh em. Xin chào và hẹn gặp lại.